lọt nó nâng hay còn kẻ con một xu là bay dương tung là mấy cái mối tập hồ trôi của tay chạy đó đấy là nè làm thà thì bạc màu tam lâu nâng cứ mình ở người của bạc con cứ bạc mà tầm hưng đây mà đong cứ bạc mà tầm hưng đây mà đong hay bạc lươn lươn là chúng ta tập ở lọt trên phía lâu màu nâng cứ hồ trôi tè tôi dương tung và tôi bắt chọc đây hay là mối chết vì hồ cắt phía cầu tè dương chân tập nâng trôi tam phía cầu rồi cho tam cày phong cho tam mộc phong chẳng dùng tụ vật chia thế bọc liền khăng, ta bọc liền nó là mồm dùng ai chụp chia hết cũng mang bóng bà, ta là cái nào bọc liền khăng dùng tụ vật chia thế, bà ni hay là bia chỉ vật phật bỏ họ phục vụ để luôn nơi tập như ngay đi, nơi làm món đi bà, đi còn là biết ôm mỗi đi còn là không chọn là bậc thang vì cả luôn nơi tập chỉ vật chậm ngay chẳng hết á mà ai về được phần lớn chẳng nhung tay được chun một con mình là con từ riêng hay một con nhung qua từ qua miền hàng một con con là nông là thịt ta chẳng hết á miền tàu là dương chua cái thịt ta và hay phần cọp vì nắng ngày nắng thời mọc trẻ với nhà mọc trẻ với nhà còn phong hoài phong này mà nó sẽ vẫn khơi nhà miền thực kiệm trang tiết riêng là ban sầm ra đây cũng mà có mà ngày còn là nghĩ cứ sầm an đây lại nâng chẳng hết này mà chẳng là không ban có nâng đây cái đó đi tôi cho ban được chẹt của mà nó ngay ta bền liền là ôi tai thế còn ra nhưng trong là phòng hai thì chỉ vẫn phật nông ca luôn nơi của nhóm chuẩn bị cho không ban ô là ban ở ban chỉ điệp chẳng hết thường là tan lên chẳng thế mình bên ca ôn tài ấy thế không ai có mà chắc là không chơi tiền là vì cảm kiến to thế tháng đây cứ phục là một cái nhưng còn không là tổng an tiền thì mỗi là tôn bọc nhôm bọc tôn bọc nhôm và thầy mọi người học tập mà học bài thế từ một đó mấy người sẽ lấy chết đôi thà học nơi khá là một sự học được không không thầy rằng ngày đa bạn đó là mê chụp liêng thế cơ nhà mình chia bỏ là ngày như thế này là ngày na khai na cho năm na mà chụp liêng thế còn nói đó là ở đất Prang thế còn nhưng mà sập cửa thế chứ này tại ở đó là đâu tam đồng đó cứ đặt phây phây làm đồng ở đó là đâu tám cứ phây vậy là tịch là cất lịch xe hay ai có mình hiện tượng đau tượng na chia ai đây người ta lại giờ tập lịch xe đi chẳng á từ hiện tại cũng đã cũng xa lên đây cũng mà con được ta nhưng đang ngay nhưng mà họ để chạy thì tiên thì ha chạy làm lễ nhờ ha tình tôi như ta chết chết xe tam đi kêu người xem xây thì chết xe đang đại hiện tại ngay ta đó khai ra đây người ta thì mình phải nhà chẳng á cũng mà ổn mà nâng ngay số nâng ngay chắc là biết ổn thì có tôn công an ổn chẳng là phan lên vì thì vẫn phải chạm ngay góc nhóm và chắc là không chơi mà và tất nằm bọn đi mình đang thì vì hồ chân vì lưu mó bằng ngoài mó này nên là thực tiếp mà ư hay ai nhân viên là mê đốc xên mà ai mình sẽ thử cầm ai là toàn phê một lia là tầm bây giờ cầm mọi miền từ người đồng cát ấy cả là chứ không phải không phải và định 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 tí ấy hay là mỗi là ăn một tô ấy bao phần ra phần ấy phê và đi tiệp lịch chặt một đêm không phải không phải hay miền là phía cổ phó cho nên đi bán sạch mẹ nhưng tục cho mấy những cái và về nơi là tục chuộp chẳng hạn và បាទនេះជាសកម្មភាពកូនប្រុសពៅរាយុគាត់ក៏ប្រុងតែជួយសម្អាតផ្ទះដោយគាត់ធ្វើដំណើរមកពីសាលារៀនតាមបានផ្លាស់កៅអីទេបងប្អូនបងប្អូននៅយូនីហ្វមសាសាលានៅឡើយទេបាទហើយគាត់ក៏ប្រុងតែជួយសម្អាតផ្ទះសបាយពីថាលិចដល់ហើយផ្ទះខ្ញុំចង្អៀតផងអីវ៉ាន់ច្រើនបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឪពុកបងប្អូនសូម
អរគុណច្រើនចំពោះការទេសនាទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូននឹងជម្រាបលាទៅប៉ុណ្ណេះសិនបាទបាទនេះលិចតិចលិចទៀតបងប្អូនអើយនៅក្នុងផ្ទះលិចម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតលិចរហូតហើយឥឡូវនេះគឺអាចសម្អាតបានទាន់ពេលវេលាដែរគាត់ទៅទៅសើមអញ្ចឹងណា Thầy bà mình xảy ra thế xảy láng vì smooth vì cọ bình nhận. Bà mình xảy ra thế xảy láng vì smooth vì cọ bình nhận á, phụ mang bà ổn bà. Là ngày đi, cái lịch bình cái lông tiệm chứ. Bà đi chết ngà phía nó ra dụ. Bà ra dụ cũng không được bọc, mà chuối bọc tật bòi ra ra dụ. Màu vì điên, toàn mà phạc ai ở phòng. Bà. បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទក្នុងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលតែងតែតាមដានទស្សនានៅជីវិតពិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំបាទរវត្តបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនច្រើនបាទដែលតែងតែនិយមគាំទ្របាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏ខ្ញុំចង់បង្ហាញពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូន ច្រើនមែនទែនបាទអរគុណហើយនឹងជួយកសិកភាពល្អរបស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានរវត្តក៏សូមអរគុណនឹងសូមគោរពលាតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទសូមអរគុណបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពីឆានែលរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ